Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Hôm nay em đang gửi tới mọi người một sản phẩm, đó chính là công tắc lên xuống kính đơn của Kia K165. Với đời K165 thì nó sẽ có hai loại, một loại vuông và một loại dài. Đây, đây là loại dài của nó này. Đây là loại dài, đều như nhau nhưng mà con này nó là bát thân vuông, con này là bát thân dài. Sản phẩm được sản xuất OEM tại Hàn Quốc. Đây, phía trên mặt nhá anh em nhá, chúng ta bắt cái ốc phía dưới này. Đây là cái công tắc điều chỉnh này. Đây là cái giắc điện của nó này. Đây anh em nhìn. Mà với cái đời giắc này, chờ em một chút. Với cái đời giắc này thì nó sẽ vuông hơn này. Đấy, này của nó cũng có 5 giắc. Đời này cũng 5 giắc. Nhưng mà giắc nó hai con nó khác nhau. Con này nó hộp nó nhỏ hơn, con này miệng to hơn. Đây. Với cái này thì anh em chỉ việc gài vào là xong thôi. Đây, có cái lẫy gài của cái khe đấy rồi. Thì anh em bật vào xong cắm điện là chúng ta có thể sử dụng. Lúc này thì chúng ta cũng chỉ việc bắt thôi. Đây, nhìn rất là chắc chắn. Cảm ơn anh em đã cùng xem video của em. Anh em có nhu cầu tìm hiểu về sản phẩm thì liên hệ trực tiếp với em theo số máy 0769086333. Hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp. Em xin chào.